nay hết thân nha cô chú anh chị. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, con kem này quá trời rồi. Xe bò Đại bò em trở lại video hôm nay, kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 16, tối ngày 16 tháng 8 năm 2024. Bò bê pháp kem về trại rất đông. Mời cô chú anh chị gần xa nuôi bò đến trại em cùng tham khảo ha. Vì lỗ bò rất là đông anh chị. Vì lỗ bò rất là đông, bò đông, bò bê pháp kem. Anh chị đến trại bên em tham khảo ha. Trại bò Tư Chiến Mỏ Cày Bắc. Trại bán bò nuôi Bến Tre. Anh chị đến trại em tham khảo. Số em có để ra màn là 0395168767. Một số đó chị gọi là 0347645834. Địa chỉ của trại em là cư ngụ ấp Dòng Lớn, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre. Bò hôm nay bò bị trại em rất đông anh chị. Em về là tổng cộng là 3 xe. Bò về trại rất là đông bò luôn, rồi sớm bò xuống trại nó còn lao chao và đứng thừng chững xong. Quay kỹ anh chị xem tham khảo anh chị. Sáng mai em sắp em từ lô. Từ lô từ mã 1 để em báo giá luôn chiều cao của bò để anh chị xem cùng tham khảo ha. Thì lô bò này trong trại em rất đông bò. Có bê bắt kem. Thì sáng mai em sắp từ lô để anh chị báo giá lên cho anh chị xem cùng tham khảo anh chị. Riêng cái lô bò rất đẹp, quay thật xa cho anh chị xem tổng thể đó. Bò bê kem, hình dáng bò rất đẹp bò luôn. Con nào lấy lưng nách đẹp lỡ bắp kem lỡ đông rồi anh chị.